chào các bạn độc giả của Tóc Sao. Mình là Khánh Phương, hiện đang làm Miss Brand International Việt Nam 2017. Hôm nay có hẹn với Tóc Sao mà cũng là dịp Giáng sinh nữa. Mình xin chúc mọi người có một Giáng sinh vui vẻ, bình an và hạnh phúc bên gia đình nhé. Khả năng trình diễn sân khấu thì Phương còn có thể ca hát cũng như là diễn xuất. Và sắp đến thì Phương có một vài dự định cho mình là ra mắt MV ca nhạc. Đồng thời đó cũng là cái mà Phương muốn khán giả công nhận được cái tài năng của mình. Đó cũng là một điều mà Phương nhận thấy trước đây. Cho nên là ngoài MV ca nhạc thì sắp đến Phương còn có một vài dự án khác nữa. Ví dụ như là điện ảnh, và còn chi tiết như thế nào thì các bạn khán giả hãy chờ đón xem nhé. Khi làm một công việc thiện nguyện thì Phương cảm thấy thanh thản và rất vui khi được san sẻ những nỗi đau, những nỗi buồn với những hoàn cảnh khó khăn. Và Phương cũng không ngừng rèn luyện mình, hoàn thiện bản thân mình hơn từng ngày để đáp lại tấm chân tình của những người yêu mến Phương.